dẫn các bạn cách áp gừng. Các bạn phải kiểm tra bằng lòng bàn tay mình xem là cái độ nóng nó vừa chưa. Thế xong các bạn áp lên cái chỗ mà cần áp gừng. Đấy. Nhấc lên nhấc xuống vài lần để cho làm quen. Đấy, cái đặt một cái khăn nóng thứ hai lên trên. Thì sau rồi phủ. Phủ một cái khăn khô lên trên nữa. Rồi xong. Thế sau đó nhá, là khi mà nó nguội bớt. Nguội bớt thì các bạn nhấc cái này ra. Đấy, các bạn giữ cái khăn. Đấy. Rồi các bạn thay một cái khăn mới đặt lên trên để liên tục cái khu vực cần áp nóng này nó được nóng liên tục. Thì tổng cộng khoảng 6 cái khăn to như thế, các bạn chọn một cái khăn to nhá. Đấy, bạn này làm người mẫu. Đấy. Đây, bạn Đông này đang thực hành. Sau này các bạn có việc gì cần cứ nhờ hai bạn này.